Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry Podcast. Bi kịch lớn nhất của Nguyễn Văn Thiệu mà ông đã cay đắng ngậm bồ hòn như năm tháng ly hương nơi đất khách quê người là sự nhận thức ra một sự thật rằng cả đời của ông đã uổng công phục vụ cho những thế lực ngoại bang, miệng Nam Mô, bụng một bổ dao găm. Trong số những người có xuất thân làm tướng nhưng lấn sân sang chính trị ở Sài Gòn trước kia, Nguyễn Văn Thiệu có lẽ là người giỏi che giấu các hành tung của mình nhất. Nguyễn Văn Thiệu quê ở quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Có nhiều thông tin khác nhau về ngày sinh của Nguyễn Văn Thiệu. Vốn là người mê tín hay tin vào tướng số và bói toán, ngay từ hồi trẻ, Nguyễn Văn Thiệu đã rất không thích để lộ thiên cơ, sợ bị các đối thủ lợi dụng mà gây hại cho mình. Một số nguồn tin cho rằng ông sinh ngày mùng 5 tháng 4 năm 1923. Một số nguồn tin khác thì lại cho rằng Nguyễn Văn Thiệu thường khai ngày sinh của mình là ngày 25 tháng 12 năm 1924 cho được ngày đẹp, là ngày 18 tháng 11 năm Giáp Tý. Gia đình Nguyễn Văn Thiệu tuy không thuộc loại cự phú, thế nhưng cũng vào hàng khá giả và có đủ điều kiện cho con trai đi học hết các bậc tiểu và trung học tại Phan Rang, thủ phủ của tỉnh Ninh Thuận. Lớn lên, Nguyễn Văn Thiệu vào Sài Gòn để kiếm kế sinh nhai. Thoạt tiên, ông ta học ở các trường dân sự như trường kỹ thuật Đỗ Hữu Vị hay trường Hàng Hải. Nhưng tới năm 1948, đã tới trường sĩ quan Đập Đá ngoài Huế để theo học khóa sĩ quan trung đội trưởng trong vòng một năm. Có vẻ như ngay từ ngày trẻ, Nguyễn Văn Thiệu đã rất biết cách gây dựng uy tín với cấp trên bằng sự khôn ngoan và khéo léo trong công vụ, nên mới chỉ ở miền Tây được một thời gian ngắn, ông đã được đưa sang tu nghiệp ở Conquidèn, nơi được coi là trường quân sự hàng đầu của nước Pháp, học viện quân sự chuyên đào tạo sĩ quan cho quân đội Pháp. Khi chính phủ Bồ Nhìn do thực dân Pháp dựng lên, lập ra các đơn vị quân sự, Nguyễn Văn Thiệu đã trở thành một trong những trung úy trẻ đầu tiên của lực lượng này. Và ông đã thăng tiến khá nhanh. Mới ngoài 30 tuổi, năm 1955, Nguyễn Văn Thiệu đã là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh tại Huế. 3 năm sau, ông được thăng cấp trung tá và giữ chức chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Các cố vấn người Mỹ khi đó mới sang miền Nam Việt Nam để giúp đỡ chính quyền của Ngô Đình Diệm đã mau chóng để ý tới viên sĩ quan thâm sâu và kín kẽ này. Kết quả, Nguyễn Văn Thiệu được đưa sang tu nghiệp hàng loạt các khóa quân sự cao cấp về tham mưu, chính trị tại các cơ sở đào tạo quân sự của Mỹ. Trong giai đoạn hết sức nhạy cảm và phức tạp đối với chế độ của anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, khi mà các cố vấn Mỹ luôn toan tính thay đổi luật chơi trên chính trường Sài Gòn, từ năm 1959 tới năm 1963, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đã ngồi ở một vị trí cực kỳ quan trọng và có thế lực trong những cuộc thay ngựa giữa dòng, đó là trước tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đồn trú ngay tại Biên Hòa, sát nách Sài Gòn. Và ông ta đã tận dụng uy lực quân sự trong tay để tìm cho mình những mối lợi lớn nhất trong các cuộc binh biến. Ngày 1 tháng 1 năm 1963, nhờ đã đóng góp kịp thời vào việc dẹp bỏ anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Nguyễn Văn Thiệu được thăng hàm thiếu tướng, giữ chức tư lệnh quân đoàn 4. Và chỉ 2 năm sau, cũng trong một cuộc xáo trộn các quân bài chính trị ở Sài Gòn, ngày 18 tháng 1 năm 1965, Nguyễn Văn Thiệu không chỉ được thăng trung tướng mà còn được đề cử đệ nhị phó thủ tướng trong nội các do ông Trần Văn Hương cầm trịch. Ngày 4 tháng 9 năm 1967, trong một cuộc bầu cử đã bị lũng đoạn, Nguyễn Văn Thiệu đã đắc cử tổng thống chính quyền Sài Gòn. Ông cũng đã tái đắc cử vào vị trí này tháng 4 năm 1972 với rất nhiều tai tiếng. Mùa xuân năm 1975, trước sức tấn công như vũ bão của lực lượng vũ trang cách mạng và sự nổi dậy của nhân dân miền Nam, lại phải ở trong thế bị người Mỹ bỏ của chạy lấy người, Nguyễn Văn Thiệu đã phải tuyên bố từ chức trong một bài diễn văn đầy ấm ức đối với người đồng minh Washington vào lúc 19:30 phút ngày 21 tháng 4 năm 1975. Bắt đầu những giờ phút cáo chung của một chế độ Sài Gòn, ông Trần Văn Hương lên thay thế Nguyễn Văn Thiệu. Dù rất lão luyện trong trò chơi chính trị, thế nhưng cũng chỉ sau có vài ngày đã cảm thấy bế tắc
nên bàn giao quân quyền cho tướng Dương Văn Minh. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân đội giải phóng đã tràn vào Dinh Độc Lập, buộc tướng Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng. Trước đó không lâu, Nguyễn Văn Thiệu đã sang Đài Loan rồi tới Anh Quốc tị nạn bằng chiếc DC-6 của tòa đại sứ Mỹ từ Thái Lan bay qua Sài Gòn trong đêm ngày 25 tháng 4. Cuộc tháo chạy của Nguyễn Văn Thiệu cụ thể như sau. Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, trùm CIA Thomas Pongan đã gọi tướng Charles Tamer và Frank Snap vào văn phòng và ra lệnh cho họ phải giúp cho ông ta đưa Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm sang Đài Loan vào tối hôm đó. Khoảng 8 giờ 30 phút tối, tướng Timmer, Frank Snap cùng hai nhân viên CIA đã lái 3 chiếc xe đến tư gia của Trần Thiện Khiêm trong bộ tổng tham mưu. Và tới khoảng 9 giờ tối thì Ponga cũng tới nơi. Ít lâu sau thì một chiếc Mercedes đã chạy tới đậu ngay trước cửa nhà. Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm vội vã bước vào nhà. Đoàn tùy tùng của ông Thiệu, người nào người nấy đều to con vạm vỡ, tay xách những chiếc vali quá khổ đến những chiếc xe của tòa đại sứ Mỹ, và họ đòi phải để cho họ đích thân đặt những chiếc vali đó vào thùng sau của xe. Frank Snap nói rằng ông ta không biết trong những vali đó đựng gì, tuy nhiên có vẻ rất nặng, vì khi những hành lý đó được đặt xuống xe thì nghe như có tiếng kim loại chạm vào kim loại. Lưu ý rằng Frank Snap không hề nói rằng trong vali đó là vàng hay là gì đó. Ông ta chỉ mô tả đó là kim loại mà thôi. Theo nhận định của Frank Snap, thực chất đó là một cuộc bỏ trốn, vì khi ra đi, Nguyễn Văn Thiệu đã chẳng có một giấy tờ chính thức để biện minh cho cuộc ra đi không ngày trở lại này. Còn một nguồn tin khác để cho việc ra đi của Nguyễn Văn Thiệu có vẻ hợp pháp. Ông Trần Văn Hương khi đó đã ký một sắc lệnh cử viên cựu tổng thống này làm đại diện đặc biệt tới Đài Loan để phân ưu và tham dự lễ tang của Tổng thống Thưởng Giới Thạch từ trần ngày mùng 5 tháng 4. Thực ra thì đây lại là một chuyện khôi hài, vì tang lễ của cố Tổng thống Thưởng Giới Thạch đã diễn ra tại Đài Loan cách đó 3 tuần lễ, và người đại diện cho chính quyền Sài Gòn phân ưu chính là ông Hương. Cũng theo Frank Snap, anh ta đã lái chiếc xe chở Nguyễn Văn Thiệu ra sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc xe bắt đầu khởi hành từ ngôi nhà ở trong khu tổng bộ tham mưu của Trần Thiện Khiêm, người giữ chức thủ tướng trong liên danh với Nguyễn Văn Thiệu. Sau khi tới Đài Loan, Nguyễn Văn Thiệu đã không vội đi tiếp tới Mỹ mà xin tới định cư tại Anh. Tới cuối đời, Nguyễn Văn Thiệu mới sang định cư tại Boston và qua đời vì bị bệnh tại đó vào ngày 29 tháng 9 năm 2001. Ông không để lại bất kỳ một trang hồi ký nào vì ngại công bố những suy nghĩ thực của mình về một chặng đường đen bạc của chế độ Sài Gòn, mà giờ đây nhiều người buộc cho ông kết tội góp tay làm cho nó tàn rã. Tìm hiểu những tư liệu viết về Nguyễn Văn Thiệu do những người từng có thời gian làm việc gần ông, có thể thấy rõ rằng đó là một nhân vật luôn mang trong mình một tâm trạng mâu thuẫn, tiền hậu bất nhất, và vì thế ông hay bị buộc tội giả nhân giả nghĩa. Là người đã chỉ huy tấn công vào Dinh Gia Long ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, nơi anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đang trú ngụ. Sau khi anh em Diệm Nhu bị sát hại, Nguyễn Văn Thiệu lại tỏ ra ân hận và cũng hay công khai lộ lòng trắc ẩn bằng cách cùng gia đình thường xuyên tham dự các thánh lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguyễn Văn Thiệu cho rằng tuy là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, nhưng đối với hàng tướng lĩnh quyền cao chức trọng tại Bộ Tổng tham mưu cũng như tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 của Sài Gòn thì ông chỉ là một thuộc cấp phải nhắm mắt thi hành những lệnh theo trên, đúng kỷ luật nhà binh. Ông cũng thường tự biện minh rằng ông đã chỉ ra lệnh tấn công Dinh Gia Long khi biết chắc rằng Ngô Đình Diệm không còn trong đó. Có ý kiến cho rằng Nguyễn Văn Thiệu đã từng chần chừ trong việc này vì chờ xem bên nào thắng thế thì sẽ theo. Chỉ khi biết chắc rằng Ngô Đình Diệm không còn cơ phản công lại phe đảo chính thì ông mới hạ lệnh tấn công Dinh Gia Long. Và cũng nhờ cái cú tấn công quyết định này mà dồn anh em Diệm Nhu vào chỗ bế tắc hoàn toàn, đành phải tẩu vi thượng sách mà lực lượng đảo chính mới có cơ hội truy bắt hai người này để hạ thủ. Bi kịch lớn nhất của Nguyễn Văn Thiệu mà ông đã cay đắng
ngậm bồ hòn trong những năm tháng ly hương, nơi đất khách. Đó là sự nhận thức ra một sự thật. Cả đời ông đã uổng công phục vụ cho những thế lực ngoại bang, miệng Nam Mô, bụng một bồ rau găm. Một thuộc cấp và loại thân tín của Nguyễn Văn Thiệu gần đây đã kể rằng, năm 1983, trong một buổi chiều lái xe đưa ông này đi tham quan thành phố London, Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ vào cái ảnh nhỏ của đứa con út sinh tại đó sau năm 75, gắn tay lái và kể. Khi đứa bé mới tập nói, ông đã dạy nó nói rằng một trong hai kẻ thù của con là người Mỹ. Bình sinh, Nguyễn Văn Thiệu luôn tỏ ra ác cảm với những ai trên chính trường Sài Gòn thân Mỹ, như mình hoặc là hơn mình. Một phụ tá thân cận của Nguyễn Văn Thiệu thuật lại, ông ta hay nói về những kẻ thân xây nhà bằng những câu rất trợ búa là thằng này hay thằng kia hay con điếm xịa. Thế nhưng, oái oăm thay, bản thân ông cho tới phút cuối cùng trước khi thất thế lại luôn cúc cung tận tụy phục vụ cho quyền lợi của Washington ở Việt Nam. Tâm địa thực của ông đã bộc lộ rõ nhất những lời cuối cùng trên chính trường Sài Gòn trước khi từ chức vào tháng 4 năm 1975. Có lẽ trên thế giới cũng ít có người lãnh đạo nào của một chính thể nào lại công khai thừa nhận thái độ làm tay sai cho ngoại bang như Nguyễn Văn Thiệu trong một bài phát biểu. Nguyễn Văn Thiệu đã nói huỵch két toẹt ân oán giang hồ với những người được coi là đồng minh, đại loại kiểu như người Mỹ đưa viện trợ nhiều thì chúng tôi đánh nhiều, còn đưa ít thì chúng tôi đánh ít. Cũng chẳng khác một người đưa ít tiền mà đòi một bữa cơm thịnh soạn thì làm sao chúng tôi làm được. Những năm cuối đời của Nguyễn Văn Thiệu thực sự tủi nhục. Ông dường như không thể xác định được vị trí của mình trong tâm thế cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Phần đông trong số này đều rất oán hận Thiệu. Một thuộc cấp của Thiệu về sau có thuật lại, năm 1990, Nguyễn Văn Thiệu có buổi nói chuyện với một số đồng bào tại Westminster, California. Một người phụ nữ được một tổ chức chống đối sắp đặt đã cầm micro mà chửi bới ông vô cùng nặng nề. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rất mê tín và luôn sống trong nỗi lo sợ đảo chính. Ông luôn mong chờ viện trợ từ Mỹ, thế nhưng cũng luôn sợ người Mỹ cho người ám sát mình. Cáo trạng số 1 đăng trên các tờ báo đồng loạt ra đầu tháng 2 năm 1975 đều tố cáo đích danh những hành động tham nhũng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng gia đình và tay chân của vị Tổng thống này. Bản cáo trạng tố cáo Tổng thống Thiệu hốt của trong đổ trác đất đai nhà cửa, bao che cho anh em, vợ thì vơ vét tiền bạc trong đầu cơ xây dựng, cho tay chân kiếm tiền từ mạng lưới buôn lậu bạch phiến. Trước Tết Ất Mão mấy ngày, đài AFP phát đi một tờ báo từ Sài Gòn mang tên Năm con mèo và tuổi con chuột. Nhiều tờ báo, nhiều thầy bói và thầy tướng cũng đưa ra lời dự đoán về năm xấu của vị Tổng thống tuổi Tý. Nguyễn Văn Thiệu không bỏ qua bất kỳ một điều gì, bởi ông là người cực kỳ mê tín và đa nghi. Tổng thống Thiệu có hẳn một thầy tử vi, một thầy tướng số rất giỏi, chuyên xem cho mình. Đó là lão thầy tướng, tự xưng danh là Quỷ Cốc, sống ở đường Trương Minh Giảng. Trước mỗi quyết định quan trọng, Tổng thống Thiệu đều hỏi ý của Quỷ Cốc. Sở dĩ như vậy là bởi Quỷ Cốc nhờ có mấy tên cò mồi cấp tướng gần gũi với Nguyễn Văn Thiệu, biết được nhiều bí mật đời tư và toan tính của ông. Trưa ngày 27 Tết, Tổng thống Thiệu cho một tay cận vệ đón Quỷ Cốc đến Dinh Độc Lập. Không ai được bước chân vào phòng làm việc riêng của vị Tổng thống này, kể cả cố vấn thân cận nhất và vợ. Quỷ Cốc là trường hợp duy nhất ngoại lệ. Lật lá số tử vi của vị Tổng thống ra bàn, Quỷ Cốc giảng giải cặn kẽ mọi điều theo chủ ý của mình. Vừa nghe xong, Nguyễn Văn Thiệu giật thót người. Nhưng vốn là người danh mãnh, Tổng thống Thiệu vẫn làm bộ như không. Nhằm đúng lúc vị Tổng thống đang hoang mang, Quỷ Cốc bồi hồi ra đòn quyết định để nuốt trôi cục tiền đút lót của tướng Nguyễn Vĩnh Nghi vừa bị cách chức và đang nhờ cái lão thầy bó này bẫy Nguyễn Văn Thiệu để dùng lại mình. Sau đó, chính Tổng thống Thiệu đã cử Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh quân đoàn 3 đóng ở Phan Thiết như đúng lời của Quỷ Cốc. Ngày nào, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng nơm nớp lo sợ bị sát hại, bị lật đổ vì một cuộc đảo chính của các tướng lĩnh. Mặc dù tư lệnh ở cả bốn vùng chiến thuật đều là những tay chân tâm phúc
trực tiếp do Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm. Sở dĩ Cao Văn Viên được Tổng thống Thiệu bổ nhiệm trước Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng vì điều này. Cao Văn Viên chẳng có tham vọng chính trị lớn. Có lần, Nguyễn Văn Thiệu từng nói, người như tướng Viên sẽ chẳng bao giờ tham gia đảo chính. Cao Văn Viên được gọi là Tổng tham mưu trưởng bất đắc dĩ vì đã 7 lần viết đơn từ chức mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không chịu. Đảo chính và ám sát là cơn ác mộng luôn ám ảnh Nguyễn Văn Thiệu kể từ cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm vào cuối năm 1963. Khi đó, Nguyễn Văn Thiệu đang là sư đoàn trưởng sư đoàn 5 ở Biên Hòa. Nguyễn Văn Thiệu bị Dương Văn Minh, cựu tổng tư lệnh quân đội Sài Gòn, gọi về tham dự cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Vợ Nguyễn Văn Thiệu biết chuyện nên lén bỏ thuốc ngủ vào cà phê của chồng. Thế nhưng ông vẫn gượng thức dậy và chỉ huy cuộc tấn công vào dinh tổng thống. Từ dinh tổng thống đến trụ sở bộ tổng tham mưu, Nguyễn Văn Thiệu thấy chiếc xe bọc thép đưa Diệm và Nhu từ chợ lớn về đỗ ở sân. Ông cho mở cửa hậu thì thấy thảm cảnh của Diệm và Nhu, bị cảnh tượng đó ám ảnh. Cho nên Nguyễn Văn Thiệu luôn ghê sợ sự mưu sát do người Mỹ chủ mưu. Sợ hãi và chờ đợi. Khi lên ghế tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu càng sợ bị ám sát. Ông thay đổi chỗ ở và buồng ngủ hàng đêm. Mỗi khi rời dinh tổng thống, lên xe tới trụ sở quốc hội ở đường Tự Do, ông lại lo sợ CIA có thể đặt kế hoạch trừ khử mình rồi đổ cho quân giải phóng. Tổng thống Thiệu biết phòng làm việc, phòng nghỉ của mình đều đã bị Mỹ đặt máy nghe trộm. Có lần, Nguyễn Văn Thiệu nói với Nguyễn Tiến Hưng, cố vấn thân cận của ông, tôi chỉ thấy thoải mái trên sân quần vợt, cứ bỏ vợt xuống là nỗi ám ảnh về cuộc đảo chính lại ập tới. Tổng thống Thiệu không muốn bộ tổng tham mưu và 4 bộ tư lệnh vùng hợp tác với nhau. Ông luôn lo sợ một liên minh ngầm của các tướng lĩnh. Thậm chí, ông không muốn họ gặp nhau. Nếu những người này ngồi với nhau bàn chuyện quân sự, thế nào họ cũng sẽ bàn về chính trị và đảo chính. Trước khi ký Hiệp định Paris năm 1973, quan hệ giữa Tổng thống Thiệu và Nixon hết sức căng thẳng. Tổng thống Thiệu kiên quyết chống Hiệp định Paris vì điều khoản cho phép quân đội Bắc Việt được phép ở lại tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Nhưng cuối cùng, ông Thiệu vẫn buộc phải ký vì sức ép của Mỹ. Trong một số lá thư, Nixon gửi Tổng thống Thiệu có nhiều lời đe dọa cứng rắn như sau. Tôi hoàn toàn tin rằng phương án nào khác thay thế cho việc ngài không chịu ký Hiệp định Paris là Mỹ sẽ cắt bỏ hoàn toàn viện trợ cho nước ngài. Cuộc gặp với Nixon ở St. Clement đã làm Tổng thống Thiệu hài lòng vì đưa ra được một bản thông cáo chung rằng Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Hà Nội vi phạm lệnh ngừng bắn. Thế nhưng sau 2 năm, niềm tin của vị Tổng thống vào cam kết của Mỹ chỉ còn lại đúng cái nịt. Ngày 14 tháng 4, Tổng thống Thiệu chỉ thị cố vấn Nguyễn Tiến Hưng thảo một bức thư thống thiết gửi Tổng thống Gadafor xin vay 3 tỷ đô la. Lúc này, Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang đều đã về tay quân giải phóng. Tổng thống Thiệu và Nguyễn Tiến Hưng không ngờ rằng cùng ngày hôm đó, ở Washington, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã đột xuất yêu cầu họp với Tổng thống để bàn về tình hình Đông Nam Á. Bản thông điệp mà Thượng nghị viện đưa ra rất ngắn gọn. Quốc hội Mỹ sẽ chỉ duyệt chi một khoản ngân sách lớn cho việc di tản, thế nhưng sẽ không chi một đồng nào cho viện trợ quân sự đối với Nam Việt Nam. Và ngay lập tức, tới đêm 20 tháng 4, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã quyết định từ chức và cuốn gói. Không phải vì sức ép của các phe đối lập, mà bởi cuộc nói chuyện với đại sứ Martin vào trưa hôm đó. Martin nói rằng Sài Gòn khó mà sống được thêm 3 tuần, triển vọng viện trợ là rất đen tối, và Cộng sản thì không chấp nhận nói chuyện với Tổng thống hiện tại là Nguyễn Văn Thiệu. Một tuần sau đó, khi đã chạy sang Đài Bắc, ông Nguyễn Văn Thiệu đã thổ lộ với một tay chân tâm phúc của mình như sau. Đúng, tôi đã chuẩn bị ra đi từ rất sớm và tính toán rất đúng lúc. Tôi đợi tới khi người bệnh nằm trên giường đã tắt thở, chuẩn bị khâm niệm và đưa vào áo quan. Không còn ai có thể cứu chữa được nữa. Thế là đúng lúc đó tôi chuồn. Tôi không muốn để bất cứ ai có thể làm được điều gì hơn những cái tôi đã làm.